Chào mừng quý khán giả và bà con nông dân đã đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng tối nay, tức là mùng 1 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ, từ chiều tối nay có mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ gần sáng mai, tức là mùng 2 tháng 12, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền, mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông, từ đêm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục trở rét. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai như sau. Các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông, gió nhẹ. Đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ, có nơi là từ 25 đến 27 độ, độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Ở phía Đông Bắc Bộ thì trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, tối và đêm chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 3, cấp 4, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 16 độ, ở vùng núi là từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, đêm chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 24 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Chuyển sang khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Riêng ở phía Bắc gần sáng ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Thưa bà con, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Bình Định tổ chức hướng dẫn cách diệt chuột bằng thuốc Biorat để bảo vệ mùa màng, áp dụng ngay trước khi vào vụ sản xuất lúa đông xuân 2012-2013. Ưu điểm của chế phẩm này là kiểm soát chống lây tràn và tiêu diệt các loài chuột với hiệu quả từ 75 đến 95%, không gây ô nhiễm môi trường, vô hại đối với con người, vật nuôi và cây trồng. Trở lại với những thông tin thời tiết cho khu vực Tây Nguyên. Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ và độ ẩm là từ 50 đến 60%. Thưa bà con, theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, thì năng suất lúa bình quân tại cánh đồng mẫu ở hai huyện Đạ Tẻ và Cát Tiên đã đạt trên 8 tấn một hecta, cao hơn 2 tấn so với năng suất bình quân chung của toàn vùng. Hiện tại thì tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng cánh đồng mẫu về lúa tại hai huyện Cát Tiên và Đạ Tẻ, có tổng diện tích 40 hecta với khoảng 90 hộ nông dân tham gia. Dự kiến thời gian tới, cánh đồng mẫu của hai huyện trên sẽ được mở rộng thêm khoảng 30 hecta. Thời tiết các tỉnh Nam Bộ đêm nay và ngày mai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Thưa quý vị và bà con, mô hình tôm lúa kết hợp đang được nhiều hộ nông dân ở các xã vùng ven thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đầu tư phát triển, mang lại hiệu quả cao. Từ những thành công ban đầu, diện tích làm theo mô hình này nhanh chóng được mở rộng trên 700 hectare. Xã Lý Văn Lâm là địa phương có phong trào thực hiện mô hình tôm lúa khá mạnh của thành phố Cà Mau. Năm 2012, xã Lý Văn Lâm quyết tâm thực hiện đạt 180 ha lúa trên đất nuôi tôm, với các giống lúa chủ lực được khuyến cáo cho nông dân lựa chọn như OM4900, OM5451, OM6162. Đây là những giống lúa có khả năng chịu mặn tương đối khoảng từ 3 đến 4 phần nghìn, năng suất khá cao, cá biệt có những hộ thu hoạch năng suất lúa đạt gần 5 tấn một hecta. Trạm Khuyến nông Khuyến ngư thành phố Cà Mau cho biết, năm nay thời tiết rất thuận lợi cho nông dân tiến hành gieo cấy lúa trên đất nuôi tôm. Tuy nhiên, để đạt năng suất cao, nông dân cần phải tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, nhất là khâu rửa mặn và chọn giống lúa thích hợp, đồng thời phải xuống giống đúng lịch thời vụ để tránh bị hạn mặn vào lúc cuối vụ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!